Minh Đường Tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, hân hoan đốn tài, đốn lộc, vượt mọi trông gai, đánh bay trở ngại, tăng tài, tín lộc, vận trình có nhiều khởi sắc. Vậy làm sao để giải hôn hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đuốn được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác tuổi Ất Mão trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được các nhà chiêm tinh học, nhà tự vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Ất Mão chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi ất mão hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy, cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi ất mão cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là tuổi con mèo, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn. Số của người tuổi Ất Mão rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh tuổi Ất Mão, nên khởi hành vào, ngày, giờ nói trên khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cắt đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Người tuổi Ất Mão có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Ất Mão là người rất tận tụy và yêu thích việc mình làm. Họ thường lặng lẽ làm việc, khi tìm được việc mình thích, họ sẽ gắn chặt với nó cho tới khi đạt được thành công. Người tuổi Ất Mão rất giàu trí tưởng tượng, không thích sự tầm thường mà tôn thờ tính độc đáo. Ất Mão có tài năng trong lĩnh vực tài chính, họ thường giỏi kiếm tiền và tích lũy tiền bạc rất tốt. Người tuổi Ất Mão đa tài, nhưng cũng thường có tật dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Mão đầu tháng sự nghiệp có tỷ kiên trong thập thần tác động, ngụ ý xuất hiện sự cạnh tranh trong công việc. Với tinh thần tranh đấu mạnh mẽ, nên người tuổi Ất Mão không khó để có thể chiến thắng đối thủ. Dù là học hành, công việc hay cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn vững lòng với tinh thần vươn lên đầy sức sống. Dù vận trình có chút thuận lợi, nhưng năng lượng xấu vẫn ẩn tàng nhiều hung hiểm, bản mệnh tuổi Ất Mão cần chú ý nhiều mặt. Trong tháng có điểm báo, bị tiểu nhân vây hãm mà chịu tổn thương, có thể là do lỗi của bạn bè mà mình bị liên lụy, anh em, họ hàng không giúp đỡ, tự mình xoay sở tương đối vất vả, bạn có lòng giúp đỡ người khác nhưng cuối cùng lại bị phán xét vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp lâm hãm địa người này có chính quan tọa mệnh mang tới nhiều tin tức về quyền uy quyền lực mệnh chủ làm quan sẽ có tin tức về việc thay đổi vị trí công việc hoặc địa vị nhưng vì vận khí ngũ hành không ủng hộ nên e là sẽ gặp xấu, họa thị phi, tranh chấp thậm chí bị kiện tụng nếu không cẩn thận cục diện mão thìn tương hại làm cho vận khí lâm suy nên người tuổi ất mão khá thiện cận không có tầm nhìn xa trông rộng tính tình hấp tấp hiếu thắng nên dễ tự mình hủy hoại vận khí của mình. Trong công việc, người tuổi Ất Mão cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ kỹ càng, cẩn thận. Đặc biệt đối với những người hàng ngày tiếp xúc với những con số hay tiền bạc, tránh bất cần gây sai sót, nhầm lẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự nghiệp của bản thân. Vận khí chưa tốt trong tháng này người tuổi Ất Mão không nên khai trương hay thực hiện những công việc trọng đại. Việc kinh doanh buôn bán chỉ nên tiến hành trên nền tảng cũ, tránh mở rộng về quy mô sẽ không có lợi trong tháng, người tuổi ất mão cũng đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng, để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo, kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần mệnh chủ nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Về mặt tài vận, Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tháng Bính Thìn, ngay từ đầu tháng tỷ Kiên Lâm vượng vận, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 lại nhận được nhiều sự giúp đỡ về tài chính. Rất có thể con giáp này sẽ được người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp trợ giúp về tiền bạc để có thể yên tâm mà phát triển vận tài lộc của mình. Người tuổi Ất Mão cũng rất biết mình, biết ta, biết bỏ xuống cái tôi của mình để cùng đồng đội hướng tới mục tiêu cao xa hơn. Với tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi Ất Mão gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó trực giác nhạy bén và đầu óc nhanh nhạy, dù vận trình trong tháng gặp không ít khó khăn, nhưng nếu kiên trì, cộng với kinh nghiệm, có niềm tin, quyết tâm thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió, từ đó tài lộc sẽ về. Người tuổi Ất Mão kiên trì, sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm tiền thì con giáp này sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được những mục tiêu đã đề ra. Trong tháng, dù vận trình tài lộc có sự ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, song chưa có sự đột phá. Trong vận trình vẫn có điểm báo hao tài, người tuổi ất mão cũng nên tỉnh táo, bởi tiền bạc trong tay phần lớn đều do tích góp và tiết kiệm, việc đầu tư tài chính trong thời điểm này, nên tính toán hết sức cẩn trọng, tránh bị thất thoát. Những người làm công nhân, công chức, viên chức, nhân viên hành chính với thu nhập từ chính tài ổn định, cũng không cần phải lo lắng, chú tâm hoàn thành tốt công việc của mình thì, không lo về cơm áo gạo tiền những người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ, tiền bạc phụ thuộc nhiều vào năng lực và sự cố gắng của bản thân, bạn càng năng động, kiên trì vượt khó, vượt khổ, thì trời không phụ lòng người, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho vận trình tài lộc của bạn được đảm bảo. Về mặt tình cảm Tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, lúc này về mặt tình cảm của người tuổi ất mão khá sôi động, vận nhân duyên được tỷ kiên tọa mệnh, lại lâm đế vượng, thúc đẩy nhân duyên, đào hoa khởi sắc người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 trong tháng này, dễ dàng có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu, nhờ tính cách ưa giao thiệp, ưa nói chuyện, bạn rất thích nói chuyện với mọi người, đồng thời còn biết cách quan tâm người thân trong gia đình. Có thể thấy, vân trình tình cảm của người tuổi Ất Mão tương đối khả quan. Với sự thông minh, mềm dẻo, khéo léo, dáng vóc ưa nhìn của mình, không khó để bạn có thể tiếp cận và thu hút người khác giới. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, bởi bạn rất dễ sa ngã bởi tình cảm ngoài luồng, dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp tài vận. Về mặt sức khỏe, Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 tháng có nhiều áp lực trong công việc, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi quá tải, sức khỏe có phần bị giảm sút. Ngoài ra, người tuổi Ất Mão, việc đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nên nhớ là sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya, dậy sớm nên dành thời gian để thư giãn giữ những suy nghĩ lạc quan không nên than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng mệt mỏi ảnh hưởng đến vận trình tổng thể trong tháng để thành công người tuổi ất mão nên biết điều này biết sớm giàu sớm tất cả mọi người đều có cùng tiềm năng trí tuệ như nhau vấn đề chính là bạn có cài đặt được những chương trình ưu việt lên phần cứng của mình hay không có hai yếu tố nền tảng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đó chính là hệ thống niềm tin và những giá trị sống của bạn Yếu tố nền tảng thứ nhất, hệ thống niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin của bạn, chính là công tác đóng mở khả năng tư duy và tiềm năng nội tại trong bạn. Nếu bạn không tự trang bị cho mình những niềm tin tích cực, hữu ích thì các bước trong công thức thành công cũng hoàn toàn vô dụng, vì bạn chẳng bao giờ thật sự áp dụng được chúng. Hệ thống niềm tin của bạn quyết định những gì bạn mong muốn, hoặc khao khát, cũng như việc bạn có bắt đầu hành động để đạt được những điều đó hay không nếu bạn có những niềm tin tiêu cực như việc này quá khó tôi còn quá non nớt làm được việc đó là điều không tưởng hay tôi không có đủ khả năng thì gần như chắc chắn là bạn sẽ không đặt ra những mục tiêu to lớn và đầy cảm hứng cho bản thân thậm chí nếu không có những niềm tin tích cực bạn sẽ không bao giờ dám đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho mình và dĩ nhiên sẽ không một ai có thể thật sự đặt ra mục tiêu cho bạn được hơn nữa những niềm tin tiêu cực về bản thân cũng như cái nhìn bi quan về hoàn cảnh hiện tại của bạn sẽ khiến bạn bỏ cuộc ngay cả trước khi bắt đầu hoặc chỉ cần gặp phải một chướng ngại nhỏ trên đường thay vì kiên trì hành động theo những bước cơ bản trong công thức thành công tuyệt đỉnh cho tới khi đạt được kết quả như ý bạn sẽ bỏ cuộc nói tóm lại nếu bạn không tin rằng mình có đủ phẩm chất cần thiết hay nghĩ rằng việc đó quá khó khăn rất có thể bạn sẽ đầu hàng ngay từ đầu vì thế phát huy những niềm tin mạnh mẽ và tích cực sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu Yếu tố nền tảng thứ hai, giá trị sống là động lực thúc đẩy bạn. Chìa khóa thứ hai của công thức thành công tuyệt đỉnh chính là những giá trị sống của bạn. Những giá trị sống cũng giống như những nút bấm cảm xúc điều khiển hành vi của bạn. Đó là những thứ bạn xem trọng trong cuộc sống, vì thế chúng được gọi là giá trị sống. Cách nhìn nhận của mỗi người về những giá trị sống như thành công, tự do, an toàn, tình cảm và hạnh phúc rất khác nhau. Đồng thời, thứ tự sắp xếp các giá trị này trong tâm trí mỗi người sẽ quyết định những lựa chọn và hành vi của họ ví dụ một số người có động lực làm giàu mạnh mẽ bởi vì họ muốn điều đó mang lại cho họ sự an toàn tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống tôi luôn có một nguồn dự trữ đáng kể trong khi đó một số người khác cũng có cùng mong muốn làm giàu nhưng họ lại lấy động lực từ những giá trị sống khác như tự do chẳng hạn tôi muốn kiếm đủ tiền để có thể được tự do tự do bỏ công việc nhàm chán hiện tại tự do lựa chọn làm công việc yêu thích của mình tự do về thời gian điều quan trọng nhất cho dù những giá trị sống của bạn là gì chúng cũng cần phải tương ứng với những mơ ước của bạn lý do khiến nhiều người cảm thấy không có động lực thực hiện ước mơ của mình là vì những giá trị sống của họ không tương ứng thậm chí tương khắc với những mơ ước đó đến đây thì tôi tin chắc rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai yếu tố nền tảng hệ thống niềm tin và những giá trị sống trên con đường vươn tới thành công của bạn còn bây giờ đã đến lúc bạn bắt tay vào hành động vâng quý cô bác tuổi ất mão kính mến trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo